Em nhận phục hồi các chi tiết máy băng lanier, có qua chui tô điện nha anh em. Có qua chui điện cho anh em nha, có qua chui tô điện để đảm bảo độ bền cho băng cho anh em nha. Đây em giới thiệu anh em cái băng phục hồi rồi đây. Nha. Rồi cận cho anh em xem nha, băng phục hồi rồi nha. Ở đây em phục hồi băng em đều có ống để thử nha, có đầu thử để cho anh em đảm bảo cho anh em sử dụng. Anh em ở gần ở xa em đều làm được nha. Ở xa thì mang tới em. Ở gần thì mang tới em, ở xa chuyển qua đường bưu điện nha. Đây là hai cái, đây là cái trục này, cốt của quạt thì của máy máy gặt nha anh em. Đây đây là cái tay giật hàm máy gặt của khách ở đâu đây, Lấp Giò, ở Hòa Thành, Lai Dung. Số điện thoại khách đây nha anh em, khách này chuyển bằng đường bưu điện. Mời anh khách vô xem nha anh khách. Rồi đổ quá rồi, chuyển cái khác đi. Ở đây em chui em nhúng dầu nha anh em, dầu chui tôi nha chứ không phải là nhớt cũ nha anh em. Rồi đưa cái kia lên luôn con. Anh em ở gần ở xa đều làm được cho anh em hết. Đây. Ở đây băng lanier là em sử dụng băng zin. Để thử cho anh em nha, nhông zin. Mình làm là phải thử nhông hết cho anh em, để khi về nhà anh em sử dụng luôn, không cần phải làm gì nữa nha. Băng zin cho anh em thử thoải mái. Đây em chưa em nhúng dầu cho anh em xem luôn, thoải mái vô tư. Để qua đó con, xéo qua phải đi xuống đây. Băng đã được chui tôi nghe nè. Đó. Đây cái cây là cái giật hàm của máy gặt DC nha, 70. Giật hàm máy gặt DC 70. Em phục hồi băng nha, thấy không? Có đồ thử luôn, em thử cho anh em hết. Rất đảm bảo cái cây này rất quan trọng nha. Đây, đỏ tươi luôn nha anh em luôn. Cực kỳ đỏ cho anh em xem luôn nha. Đây là cái cốt kính quạt của máy gặt DC, cốt kính quạt nó hơi ngắn. Ở đây là cái cốt này là cốt của bơ giật hàm. Anh em mời anh em vô xem. Anh em có nhu cầu phục hồi băng lên đi, hân hạnh được phục vụ anh em nha. Đây băng đây. Rất bóng luôn, rất chính đẹp cho anh em luôn nha. Vui cho anh em nhờ luôn. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Để luôn con, để lâu lâu đi con, bỏ đại nhớ đi. Hụt cái gì, hụt tay hay gì. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai về cái mảng phục hồi băng lanier này nha. Ở gần thì mang tem, ở xa cứ chuyển qua đường bưu điện giúp em. Đây của anh khách ở Lai Dương, Lấp Giò.